Đường Nguyễn Trãi là một trong nhiều tuyến đường được giải tỏa để nâng cấp mở rộng. Hàng trăm gia đình đã di dời đến nơi ở mới. Ở tuyến đường này, không ít ngôi nhà chỉ còn từ 15 đến 30 mét vuông. Nhà bà Võ Thị Đào có diện tích chưa đầy 40 mét vuông. Diện tích quá nhỏ, bà yêu cầu thành phố Quảng Ngãi giải tỏa trắng, nhưng lời đề nghị bị khước từ bởi thiếu ngân sách. Bất đắc dĩ, bà Đào đành xây ngôi nhà siêu mỏng này. Còn bao nhiêu có làm bao nhiêu, mà nhà nước là họ cấp giấy phép bản vẽ đàng hoàng, có sổ đỏ thì cô làm thôi, chứ cô có không làm lén làm đúng gì hết. Thì mảng thì giờ cô làm cô ở theo mảng thôi. Cách nhà bà Đào vài bước chân, ông Nguyễn Đình Tị cũng vừa hoàn thành nhà siêu mỏng của mình với số tiền 700 triệu đồng. Diện tích quá nhỏ, trong khi mặt tiền lại dài 15 mét nên chủ nhà phải lên tầng để lấn lan can ra ngoài. Chỗ rộng nhất ngôi nhà cũng vừa đủ kê chiếc giường. Dù những nhà ở phía sau hỏi mua với giá cao, nhưng ông Tị không bán vì đây là nơi vợ chồng ông mưu sinh hàng ngày. Có buôn bán sinh sống ở đây mà bây giờ đi chỗ khác làm sao làm ăn được. Nên phải là buộc là phải trụ để lo làm ăn để nuôi con nó ăn học. Những năm gần đây, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi chỉ chú trọng việc quy hoạch giao thông mà bỏ qua quy hoạch không gian kiến trúc. Đây là nguyên nhân chính để nhiều ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo liên tục mọc lên. Hiện nay nó vẫn còn những cái bất cập mà chúng ta thấy trên các cái tuyến đường mà mới mở thì nhà siêu mỏng vẫn còn tồn tại. Kiểm tra, rồi nhắc nhở, rồi giáo dục những người dân để người ta chấp hành từ dưới cơ sở thì cũng có những cái thì cũng còn buông lỏng. Không riêng ở Quảng Ngãi, nhà siêu mỏng sau mở đường cũng đã tồn tại ở nhiều địa phương khác. Để giải quyết thực trạng nhà siêu mỏng siêu méo, khi lập dự án quy hoạch, cơ quan chức năng cần giải tỏa hành lang đủ rộng để khai thác quỹ đất sạch hoặc bố trí lại dân cư hai bên đường. Điều này đã quy định rất rõ trong luật xây dựng và luật quy